Dạ, rồi em xin kính chào tất cả cô chú và anh chị đam mê hoa lan trên toàn quốc nha. Thì hôm nay là phiên buổi trưa của ngày 10 tháng 5 năm 2021 nha cả nhà nha. Thì hôm nay em cần vụ lan rừng Vũ Thái thì em muốn dư về lại một số ít lan rừng nha cả nhà nha. Thì hôm qua thì em không có hàng, thì cũng không có lên clip, thì hôm nay hàng lại về lại nha. Thì hôm nay em có kiều tím nha cả nhà nè. Kiều tím thì đây, hôm nay có một cái dừa tím phải nói là quá là xuất sắc luôn. Thì hôm nay có kiều tím nha. Kiều tím hôm nay cũng được 8 hình. Rồi với trái tháng 8 nha cả nhà nha. Thì hôm nay em chủ yếu là thì hai loại kiều tím với quái trái tháng 8. Rồi được mấy ký tam màu sắc hoa vàng nha cả nhà nha. Rồi ít hài. Rồi thì hôm nay cũng ít hàng thì em cũng đi nhanh luôn. Nhanh cho cả nhà mình khỏi chờ đợi lâu nha. Thì hôm nay đầu tiên vô cái hình, cái đầu tiên là cái phần tam màu sắc này cả nhà, tam màu sắc hoa vàng nha. Thì nói chung cây hôm nay thì cũng tầm hàng trung, với lại nó cũng không có cây to nha cả nhà nha. Đó, tầm trung trung như thế này thì cũng có một số cây nó cũng như thế này. Nói chung là cái lô tam màu sắc này cây tầm trung tầm nhỏ nha cả nhà nha. Có một số cây nhỏ, có một số cây nhỏ như thế này đó. Thì hôm nay em được 4 ký à, 4 cái tam màu sắc hoa vàng nha cả nhà nha. Tam màu sắc hoa vàng hay là gọi là quế tháng 4 nữa cả nhà. Thì có một số cây cũng đang có lụ nha, đang có dồi lụ này. Đó, dồi lụ thì đây này. Thì em bán với giá hôm nay thì cây không được đẹp nhưng mà khi em bán giá 150 ký bao ship nha. Đó. Thì em có 4 ký à, 150 1 ký bao ship nha. Còn ai mà lấy hết 4 ký này á thì em để giá là 520 bao ship nha. Đó, thì hôm nay có ít à. Có ít thì em cũng bán giá cây cũng tầm trung trung nhỏ nhỏ đó, như thế này, như thế này đó. Thì bán giá là 150 một ký bao ship, còn ai lấy hết 4 ký thì em bán giá 520 bao ship nha. Đó là phần giá hương tầm màu sắc nha cả nhà nha. Rồi hài, qua phần hai là hài nha. Hài thì em bán giá là 150 ký bao ship nha. Hài móc hồng nha, hài Henry cũng 150 một ký bao ship nha. Em còn lại được tầm cỡ mỗi loại có hơn ký đó. Thì móc hồng với lại Henry là đồng giá 150 ký bao ship. Còn hai là hai rau xanh nha cả nhà nha, hai rau xanh thì bán giá là 101 ký bao ship nha. Đó, thì cả nhà mình mua một đơn nào đó có thể mua hai này thêm mỗi thứ dài lạng cũng được nha cả nhà nha. Gặp đơn thì em bao ship nha. Đó, thì nói chung cái hai thì cả nhà mình mua số lượng nhiều thì về trồng cũng nhiều, thành thử mua một đơn nào đó thì mua hai lạng này, hai lạng hài, mỗi loại hai lạng thì em vẫn có thể bỏ vô ship cho cả nhà nha. Em tính lên nha, cứ 15.000 lạng đó, mua loại nào thì cứ báo em nha. Rồi em cho hình số 1 nha, hình số 1 để giá 300 bao ship nha. Hoàng thảo sắn nha cả nhà nha. Cái lô hoàng thảo sắn này nói chung không được đẹp, em bán hết một đống này luôn, 300 bao ship, nó tầm 1.3 nha cả nhà nha. 1.3 mà em bán giá chỉ có 300 bao ship luôn. Thì đây có một về nè, đó, một về như thế này đó. Nói chung đây có một về này. Cái lô hồng thảo sắn này thì thằng lá nó ít nha, em cũng nói trước thằng lá ít thì tôi em cứ để cái giá nó cũng chia lại giá giống như giá gốc cho cả nhà mình nha. Đây một bán dùm cho anh đi rừng thôi đó. Đây hai về, một về này, hai về này, về này rất to nha, về nó ít lá. Rồi đây thêm đây nữa, thêm đây một đống nữa, một đống như thế này thì nó gom hết cái đống như thế này, nó tầm 1.3 thì em công cho mấy đi rừng là 1.3 thì em bán lại 1.3 nha, giá 300 bao ship nha, một đống như thế này nha. Nói chung cả nhà mình về tách ra vô rất là nhiều chậu, rất là lợi nha. Thì cái hoàng thảo sắn thì nó ít lá thì em bán như giá đó nha cả nhà nha. Đó, rồi hình số 1 3 300 bao ship nha. Còn số 2 thì hôm nay có thập hoa, mà ít thập hoa là thập hoa cũng được đẹp, một đống như thế này đó. Xả cho cả nhà mình giá 40k gặp đơn giúp em nha. Hình số 2 nha, thập hoa nha, phòng tháo tập hoa nha, 40k, cả nhà mình gặp đơn giúp em. Rồi bắt đầu với quan số 3 thì có quế trắng tháng 8 nha cả nhà nha. Đây, thì hôm nay quế trắng tháng 8 về cũng ít rồi. Thì đây là dòng quế nước nha, một đống như thế này giá chỉ có 160, bao ship nha. Đây là một cây này, đó, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, cây khá to cả nha, 6 này, cái này lỗi ngọt lên còn mới nha cả nhà nha.
7 này, cái này cũng lỗi ngọn là đường mới. 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 13 này, 14 cây. 14 cây quế trắng tháng 8 như này, này dòng quế nước nha. Thì giá chỉ có 160 bao ship nha cả nhà nha. Đó. Một đống như thế này. Rất là nhiều nha, có 160 bao ship phần số 3 nha. Qua số 4. Phần số 4 thì này để giá 150 bao ship này. Có một cây này. Đó, một cây. Hai cây. Ba cây. Bốn cây. Và năm cây. Cái này nó năm nha. Thì năm cây như thế này. Nói chung là cái dòng này con lá cũng hơi lướt nha, nó chết chết mà lá cũng nó lướt lướt cho nó không được xếp trung đâu. Đó thì em nói đi. Năm cây này, giá chỉ có 150 thôi, một cây khá to luôn nha cả nhà nha. Đó, những cây như thế này. Hình số 4 giá 150 bao ship nha. Hình số 5 thì đây có xếp rồi cả nhà. Hình số 5 này đây, có tầm 20 cây để giá 230 ship nha. Một cây này. Hai cây này, hàng lá xếp cùng được rất là đẹp nha. Ba cây này. Bốn cây, năm cây. Sáu cây. Bảy cây. Tám cây. 9 cây. 10 cây. 11 cây. 12 cây. 13. 14. 15. 16. 17, 18, 19 cây. 19 20 cây gì đó, nói chung là tầm cỡ 19 cây. Và cây hôm nay cây xếp xếp đẹp to như thế này nha, không phải hàng giống như cả nhà nha. Nói chung là cũng có một số cây giống này, nhưng mà hôm nay phần cây tầm hàng chung chung như thế này nha. Đó, để giá 230 ship một đống này nha. Rất là nhiều, 20 cây, 19 20 cây gì đó. 230 ship phần số 5. Hàng lá xếp nha cả nhà nha. Rồi qua số 6 cũng với trắng tháng 8 dòng lá xếp nha. Để giá 160 ship nha. Một cây này. Đó, hàng này hàng như thế công ghép lúa nha. Hai cây. Hai cây này. Ba cây này. Bốn cây này. Năm cây này. Sáu cây, lần này sáu cây nha cái này cả nhà nha. Sáu cây như thế này. Giá chỉ còn 160 bao ship nha. Hình số 7 cũng 160 bao ship nha. Một cây này. Đó. Hai cây này. Ba cây này. Bốn cây này. 5 cây. 6 cây. Đó. Nói chung cái này cũng 6 cây. 160 bao ship nha. Với trắng tháng 8 dòng với xếp mà cái thế giúp lũ nha cả nhà nha. Hình số 7 qua hình số 8. Hình số 8 hàng về này. Hình này để giá 230 bao ship nha. Một về hai ngọn này. Đó là xếp rất là đẹp nha cả nhà nha. Một về này. Đây thì một về bốn ngọn nữa này. Bây giờ rất là đẹp nha. Đó một về này bốn ngọn này. Là hai này. Rồi đây thêm một về ba ngọn nữa, ba ngọn nữa là ba, đây một về hai ngọn nữa là bốn, bốn về này giá 230 bao ship nha, bốn về như thế này giá 230 bao ship hình số 8. Qua hình số 9, hình số 9 hình này để giá 160 bao ship nha, hình số 9 nha, cũng có trắng số 8 nha, đây một về hai ngọn này thế công là cây rất là đẹp nha, cây rất là to, một về thêm đây một cây nữa, cây thế công nữa, cây này rất là to nha cả nhà nha. Là hai. Rồi thêm đây một cây nữa. Cũng thế công về cả nhà giúp lúa 3. Thì đây hai cây rồi với một về hai ngọn này nữa là ba rồi. Giá chỉ có 160 thôi, bao ship ba cái giờ này tầm cỡ nửa ký được cả nhà. Nửa ký hơn nửa ký rồi đó. Mà em để giá chỉ 160 bao ship nha, hình số 9 nha. Hình số 10. Hình số 10 để giá 230 ship nha. Hàng thế này hàng thế đứng cả nhà mình vô chậu nó đẹp không nha. Đó, hình số 10 này giá 200, một cây hàng lá xếp. Một cây này. Hai cây này. Đó. Ba cây này. Bốn cây này. Và năm cây, năm cây như thế này. Đó, quay trang tháng 8 nha, lá xếp nha cả nhà nha. 230 ship, hình số 8. Ở bên hình số 10, mình thì nói hình số 10 nha cả nhà nha. Hình số 10 năm cây 230 ship. Qua hình 11, hình 11 cũng 230 ship nha. Đây có một cây này, lá xếp này. Đây dưới đây cây đây là hai này, hai cây này dính vô chỗ nha. Đó. Hai cây. Ba cây. Bốn cây. Năm cây. Sáu cây.
Giờ đây cây nó 7 cây. Đó, tổng cái lô này 7 cây nha cả nhà nha. 7 cây lá xếp như thế này nha. Giá 253 chip nha. Về cả nhà mới vô chậu nha, vô chậu đẹp hơn nha. Vô chậu thấy đang đứng nha. Hình số 11 200. Qua hình số 12. Hình số 12 thì hình này em để giá 250 bao ship nha. Đó, hàng đã tiếp tục được rất là đẹp nha cả nhà nha. Một cây này. Đó. Hai cây này. Ba cây này. Cái này tiếp tục được cả nhà nha. Bốn cây này. Đó. Rồi 5 cây. Đó, hình này 5 cây như thế này. Giá chỉ có 250 thôi, bao ship hình số 12 nha. Qua hình số 13. Hình số 13 thì em để cho 280 bao ship nha, cái to không nha cả nhà nha. Một cây này. Đó, rất là to nha. Hai cây này. Đó. Lá này nó bị thiếu từ rừng nha cả nhà nha, nhưng mà không sao đâu nha cả nhà nha, vẫn còn tươi tốt nha. Đây cây nữa là ba cây này. Ba cây. Cây rất là to nha. Đây cây nữa là 4 cây. Giờ đây cây nữa là 5 cây. Đó. 5 cây to như thế này. Giá 280 bao ship nha. Cho 5 cây cuối trắng tháng 8 như thế này, rất là to. Hình số 13 280 bao ship. Hình số 14 hình này em để giá 250 bao ship nha, có 3 cây xếp tục lịch rất là đẹp này, một cây này. Đó, đẹp. Rất là đẹp nha. Hai cây này, ba cây. Đó, ba cây to xếp được như thế này. Giá 250 nha cả nhà nha. 250 bao ship hình số 14. Ba cây. Rất là đẹp. Hình số 15. Hình số 15 cũng 3 cây, để giá 230 bao ship nha. Hàng xếp rục tiếp rất là đẹp nha, một cây này. Đó. Hai cây này, cây rất là to nha cả nhà nha. Ở đây cây nữa ba cây này. Đó, ba cây như thế này. Hàng xếp rục như thế này, giá chỉ có 230 thôi. Hôm nay quá rẻ cả nhà. Bao ship luôn, hình số 15. Hình số 16 hình này để giá 280 bao ship nha, còn có 3 cây. Ba cây này rất là to nha cả nhà, một cây này. Đó, thế nó mọc thế lóc xoáy nha cả nhà nha. Hai cây này. Đây. Cây rất là khủng nha cả nhà nha. Rồi. Ba cây, cái này thì phải nói là bao to cho cả nhà luôn. Có một cái lá là bị lỗi từ rừng nha cả nhà nha. Đó, ba cây to như này, cây này thì rất là to nha. Hai cây này rất là đẹp nha cả nhà này. Đó, mọc cái thế lóc xoáy nha. Nó hơi cong cong ấy. Nhưng mà thế đứng nhưng mà nó hơn cong như thế này nha. Đó. Dạng như lóc xoáy cả nhà. Đó, ba cây. Ba cây này. Ba cây rất là to như thế này. Giá 280 bao ship hình số 16 nha. Ba cây này quá đẹp cả nhà, rất là to luôn. Ba cây này chuẩn bị tới mùa hoa của nó, số rất là nhiều rồi. Hình số 18, đó là hình số 16 nha, 280 nha. Hình số 17, 230 bao ship nè. Một cây này. Hai cây này. Ba này. Bốn này, cái này rất đẹp nha, 5 cây. Thì 5 cây như thế này. Hàng xếp như thế này nha, xếp đứng như thế này nha. Giá 230 bao ship nha. Về cái nhà em vô chậu rất đẹp, chỉ có 230 thôi. Hình số 17, 230 bao ship. Qua hình số 18, một cây một mẹ con, hàng lá xếp rất đẹp nha. Thế vô cái nhà em vô chậu đứng như nha. Đó. Bạn lá chấm tím rất là đẹp nha cả nhà nha. Cái này lá tím không phải là bị lá thúi gì đâu nha cả nhà nha. Lá hơi chấm tím nặng nắng nhiều. Một mẹ một con nha. Thế thẳng rất là đẹp nha. Cây này để giá chỉ có 160 thôi, bao ship luôn cho cả nhà nha. Hình số 18 nha, quá đẹp luôn. Rồi hình số 19. Hình số 19 đây có một dề đây. 7 ngọn nha, cá mẹ các con 7 ngọn nha. Đó, một dề to như thế này. Một dề quế nha cả nhà nha. Quế trắng tháng 8, một dề to như thế này nha, 7 ngọn nha. Đó, đây một ngọn này. Đây một ngọn nữa là 2 này. Đây một ngọn nữa là 3 này. Đây một ngọn nữa là 4 này. Đây một ngọn là 5 này. Đây hai ngọn mẹ này là 6 này, 7 này. Đó, còn mẹ dài nhất á. Thì nguyên một cái dề như thế này, dề cả nhà mình với cái thế công như thế này rất là đẹp nha. Tới mùa hoa thì cả mẹ cả con nó cho hoa luôn. Nhìn là rất là nhiều vòi hoa nha. Đó, thì cái dề này rất là bự nha. Dề này quá đẹp luôn cả nhà. Dề này nó tương đương với 1 kg rồi. Đó, nhưng mà em bán giá chỉ có 500k thôi. Bao ship luôn, bằng cái giá hàng ký luôn. Còn thấp hơn giá hàng ký đó, hàng ký thì em bán là 550 hơn 550 luôn. Nhưng mà dề này 1 kg nha. Nguyên một dề 7 ngọn như thế này. Giá chỉ có 500k thôi. Bao ship luôn cho cả nhà mình nha. Hình số 19 nha, một dề quế nó bao đẹp luôn. Rồi bắt đầu qua hình số 20 là trở đi là chiều tím nha cả nhà nha.
tiêu tím nha. Hình này có 3 dề này, 1, 2, 3. Nói chung cái dề này lá mít này, coi cái lá đó nha. Đây gọi là lá mít này, bản lá này rất là to nha. Một dề này là rất đẹp này. 2 dề này, dề này 3 thân này, ba lá, bản lá khá là to luôn. 3 dề này đó, rồi 4 dề. Nói chung này cái lô kiểu tím này thì em bán chi vốn cả nhà mình, thậm chí lỗ luôn. Nói chung cái thân nó không được đẹp như mọi khi đó. Thì nói chung cái đống này 4 dề như thế này, lá mít này, đây mình gọi là lá mít cả nhà, nhìn cái lá này, cái dốc lá mít như thế này này đó. 4 dề này nó tương đương như 8 lạng à, để giá chỉ có 250 bao ship à. Đó, tính ra bán chỉ giá chỉ có 300 ký mà bao ship nữa, lỗ. Thu vô đã 300 rồi, bán giá 300 bao ship luôn, lỗ. Thì đó, nói chung hàng không được đẹp thì bán giá trả luôn cả nhà mình. 250 bao ship. 8 là 8 hàng kiểu mất. 21 có 2 về. Đó, 2 về, nói chung bạn lá thì không nói đâu, to như thế này này. Đó. Đó, rất là to nha cả nhà nha. Đó, thì đây hai dề này, hai dề này nó 6 lạng rồi cả nha. Hai dề này tính ra cái thân nó to, nó mập đó, nó nặng ký, mà điều thân không được đẹp, lá nó ít lá. Em trả luôn cả nhà mình giá 170 bao ship luôn nha. 6 lạng kiều mà bán giá có 170 bao ship. Nói chung cái lô kiều này em bán lỗ, thì có lô đẹp lô xấu mà em mới bán theo giá đẹp, đẹp bán giá đẹp xấu giá xấu nha. 21 170 bao ship, hai dây này 6 lạng rồi. Có hình 22 để giá 250 bao ship nha, cho ba cái dây chiều thân, thân khá dài nha cả nhà nha, thân nó tầm cỡ 1 mét á, tầm gần 1 mét á đó. Nói chung ba dây này thì thân lá thì nó được, nó cũng khá là đẹp đó. Thì nói chung ba cái dây này nó tầm cũng 8 lạng, thân nó dài như thế này rồi, nặng ký ghê đó. Nhưng mà em để giá chỉ cũng có 250 bao ship thôi. Đó, 3 giờ chiều như thế này, 8 lạng chiều của em rồi, bán lỗ luôn cái số luôn. Rồi qua hình, đó là hình số 2 nha. Hình số 3, hình này thì 1 giờ 1 em để giá 270 này. Đây là qua cái lô kiều điệp này cả nhà này. Kiều 6 bán giá 6, kiều điệp bán giá điệp nha cả nhà nha. Nên cả nhà mình cũng đứng không ở đây mà 1 giờ kiều thế đứng bằng như thế này, bán lá mít như thế này, đây mới lá mít được cả nhà. Đó, đã bầu là mít như thế. Cái dê này toàn bộ là thân lá rất là đẹp nha, một về một thân thẳng đứng, cái đế rất là bằng. Về cả nhà mình vô chậu thì quá là đẹp rồi, chỉ một dịch kiểu này thì nó quá xuất sắc rồi. Thì nói chung hàng đẹp bán thì hàng đẹp, hàng xấu bán thì hàng xấu nha. Nữa, một về này thân thẳng như thế này, toàn bộ là thân lá nha. Đó, rất là đẹp nha. Một về này giờ thấy đứng rất là đẹp. Về cả nhà mình vô chậu, chiều cao thì nó tầm cỡ 50 phân. Đây, viên gạch đây thì em để đây, lên còn dư một khúc đây, tầm 50 phân nha. Nói chung cái giờ chiều này vô chậu là quá hợp lý luôn cả nhà. Nhiều lúc lùng quá thì vô cái chậu nó cũng không được cân đối, mà cao quá thì vô cái chậu này thấy cũng phiều gào. Nó nhưng cái thân như thế này thì vô chậu là quá hợp lý luôn. Hình số 23 giá 270 một giờ một bao ship nha. Hình số 24, hình số 4 hình này để giá 160 bao ship nha. 1 này, 2, 3, 4 về. Đây 4 giờ chiều cao kiều này tầm cỡ 30 phân nha. Thì giá chỉ có 160 thôi, em bao ship nha. 4 giờ này cũng không được đẹp, nói chung là hàng đẹp thì em nói hàng đẹp, hàng không được đẹp thì em nói không được đẹp. Có sao mà bán vậy? Bán gì? Sẽ cả nhà mình giá 160 luôn, 4 giờ chiều như thế này, một đống như thế này. Rồi. Qua hình số. Đó là hình số 4 nha. Qua hình số 25. Hình này em để giá 230 ship này. Hình này em lại lỗ luôn này cả nhà này. Nói chung hàng nào đẹp bán đẹp cho. Một cái dừa kiều này gần 1 ký, 8-9 lạng cái à. Nói chung nó thân thì nó hơi trơ trụi tí, chỉ có được mấy thân lá, 5 thân lá. Còn 3 thân này thì nó hơi trơ tí. Nói chung em không cắt nữa thì em gì để cho nó nuôi. Nó nuôi mấy cái thân này nha cả nhà nha, mấy thân ta lên nha. Đó thì cái dừa kiều như thế này, to như thế này, nó tầm gần 1 ký đâu. Giá chỉ 200 bao ship luôn. Đó thì em mua xôi, mua hàng ký có đẹp và xấu, thì những cái nào xấu thì em bán thì giá xấu, còn đẹp bán giá đẹp cho cả nhà nha. 230 phần trăm lắm. Qua hình 26. Hình 26 thì đây có một dề. Dề đây thì phải nói là chất lượng rồi. Đây, quay đây cho cả nhà xem này.
Còn cái bảng lá mít này, đây mới gọi là chính xác là lá mít nha cả nhà nha. Đó. Lá là bầu như thế này gọi là lá mít nha. Đó, ấp luôn này, lá mít ấp luôn này. Thì đây ghi một cái dề này. Nó là quá đẹp luôn. Chiều cao tầm cỡ 60 phân nha. Bảng lá thì bao đẹp cho cả nhà rất là to. Toàn bộ là thân lá hết nha, cái dề này toàn bộ là thân có lá như thế này hết nha. Chỉ có một thằng đây nó một lá thì để thôi, chứ còn toàn bộ là thân lá hết như thế này. Đó, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 thân lá như thế này nha. Cái dề này nặng tầm có 1 kg hơn 1 kg đâu. Đó, cái dề thì lá quá đẹp như thế này. Đó, chiều thì anh em thì nói cái nào đẹp thì nó đẹp, xấu nó xấu. Cái lá này nó muốn gãy rồi. Cái đầu này nó muốn bị sâu ăn bị ấy rồi. Đó, rất là luôn. Đây, lá như thế này cả nhà. Lá nó đẹp như thế này nha, mới gọi là lá mít nha. Đây mới gọi là lá mít nha cả nhà nha. Thì một cái dề này nó tôi đưa 1 kg hơn 1 kg đâu. Để giá 400 nha. Một dề kiểu mà nó quá thân này, cả nhà mình có cái thân đó này. Rất là to nha, dù đầu nó số ho thì thân nó hơi rút nha. Chứ cái này về cả nhà mình chăm lại nó mỏng nước lại thì thân nó rất là bự nha. Nên dù đầu cái này số 2 vừa ho. Này. Đó thì em cắt rồi, em cắt rồi. Này. Thì đây. Đó, thân nó đủ đẹp như thế này nha. Hình số 26 này. Giá 400, em bao ship nha. Một dề kiều với nó là quá chắc chắn luôn. Đó, cho những dề kiều như thế này mới gọi là chất lượng như cả nhà nha. Hình 26. 400 em bao ship đây. Rồi qua 27, hình 57 em đây lên một siêu phẩm nữa cả nhà này. Một cái dề kiều đây đó là siêu phẩm này. Lá này. Đó, lá mít như thế này nha. Mít ấp như thế này nha. Đây này, ấp này. Đó, cả nhà mình thấy cái lá nó ấp như thế này rồi là gọi là lá mít ấp thì nha cả nhà nha. Đó. Một cái dề này. Nó là bao phơi cho cả nhà mình luôn. Toàn bộ là hàng thân lá, không có một thân già trong này. Toàn bộ là thân cả lũ hết nha. Đây này. Thì có một số thì nó dì đầu nó ra cái dừa hoa em cắt rồi này. Đó, thì đây, dề kiều lá mít như thế này. Nói chung là cái dề này là có bao nhiêu thân thì bấy nhiêu là toàn bộ là thân lá đẹp như thế này anh nhà cả nhà nha. Thì em quay cái dề kiều nhìn cả nhà mình nhìn thấy cái dề kiều mình mua cái dề kiều to nhưng mà nó trụi thân, nó không có lá thì cả nhà mình về cũng như không, cũng như là cái dề già ít thân mà lá nhiều thôi. Đó, tại vì mấy cái thân già nó đã cho hết rồi thì về cả nhà mình cũng cắt bỏ thôi, thời gian không phải cắt bỏ thôi cho đỡ những cái dề kiều nó trơ trụi nó rất là xấu. Còn đây cái dề kiều quay nó đẹp như thế này mà. Toàn bộ thân lá như thế này mà. Và bán lá mít nữa. Nguyên cái dề này thì em cũng nói trước đây có một cái thân này. Nó hơi bị khiếu nhẹ, em lấy cái giúp em giữ lại cho nó đứng này. Đó, giờ nó không có bị khiếu nữa. Thì cái dề mình về chăm thôi. Không sao, nó hơi bị khiếu nhẹ thôi. Đây cũng vậy nha, thân này cũng vậy, nói chung có bị hai thân. Em rút lại em cố định lại cái chỗ nó bị khiếu đó. Nói chung là nó giữ cứng đâu. Đó giờ luôn lắc cũng lay lay nó cũng không có sao nữa. Thì cái nhà mình em cũng nói trước cái hai thân đấy thôi. Còn toàn bộ là thân nó đẹp như thế này, thân lá hết nha cả nhà nha, đó, lá mít ấp như thế này, đó, để nói cái dề kiều này, cái đế này rất là bằng nha, cái đế này cái dề vô cái chậu đứng nữa thì phải nói là quá tuyệt vời luôn, dề kiều nó quá tuyệt vời luôn cả nhà, em quay như thế này cả nhà này. Xem mà đủ thấy cái chất lượng của dề kiều này thế nào, từ cái giá trị nó cũng khá là cao đó cả nhà, đó thì em có dề này em mua hàng về thì em bán theo hàng về nha, còn cái nào hàng ký thì em bán hàng ký. Hàng ký thì em bán lỗ kia rồi nè, em có nói trước đây một cái dề như thế này nó là quá xuất sắc, thân thẳng lắm nha, thân thẳng đứng, chiều cao thì đấy viên gạch là 60 này, để đó cái thân dài nhất là 60 nha. Đó thì còn như nếu cái dề thì này quá xuất sắc luôn cả nhà, đẹp thì em nói đẹp, xấu thì em nói xấu. Cái dề kiều này cả nhà mình ra ngoài nhìn ở ngoài thì nó là bao chắc luôn, cái đế cũng rất là gọn, chùm một chùm như thế này nó rất là đẹp, nó không có tà là ra này nhìn nó xấu nha, cái đấy rất là gọn rất là đẹp, về cả nhà vô chọn thì quá thích hợp luôn. Rồi cái dề kiều 27 này để giá 1 triệu em bao ship nha. Đó, nói chung hàng tiền nào cũng đó cả nhà, cả nhà mình sưu tầm những dề kiều như thế này về là rất là hiếm nha. Em cũng nói như thế này là cả nhà mình lưu ý độ đẹp của cái dề kiều này nè, quay như thế này thì cả nhà mình thấy cái độ đẹp như thế nào là toàn bộ là thân lá hết. Đó, rồi hình 27 hình cuối cùng nha cả nhà nha, 1 triệu em bao ship nha. Rồi thì hôm nay em được 27 rồi. Thì cả nhà mình sưu tầm được hình nào thì alo cho em nha. Số điện thoại em có để trên tiêu đề cả nhà. Rồi em cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip của em ạ. Em chào tất cả mọi người ạ.